là nấm lá ở quê hương mình. Vậy bây giờ chuẩn bị mình bắt đầu đi các bạn. Các bạn ơi, mình để mình không quay được tại mình quay cho nên mình để điện thoại ở ngoài mình quay các bạn thông cảm với mình nha. Mình quay video sợ mình cầm dao sợ bị vi phạm quyền mình chỉ quay phút mình chặt rồi không bạn ơi. Nên là mỗi khi chặt là mình phải thử có nó vừa không thầy trời các bạn. Coi nè. Như vậy là mới vừa ăn các bạn. Thấy không? Cái nè. Mới được có ba hoài. Cho nên mình mới vừa chặt được có ba hoài các bạn ơi. Tháng này ở trong mình đằng về nước mới trổ các bạn, nên giải kiếm về nước vừa ăn khó lắm. Hoài coi xung quanh trong bạn thấy không, về nước non không nhìn đã nè, mình thử biết như hoài luôn mà mới có được có mấy hoài thôi, ba hoài. Còn về nước giờ mới không có mấy bụt không, giờ về nước mới ra không, nguyên một rừng về nước cũng nhỏ mấy hoài bự đó mình thử rồi không có vừa ăn. Có mấy hoài vừa nó mấy hoài bự á mà thử rồi không vừa ăn còn nó. Các bạn đây là một số vừa nước mình vừa chặt xong các bạn, mình không quay cảnh thật các bạn, giờ mình thải lại
Chào các bạn nha, mới vừa làm được phít rồi các bạn. Bạn thấy không? Một phít vừa đây toàn là dừa nước không à, mà dừa nước mình dịch ra được miễn phí chứ không có dừa được miễn phí các bạn. Đấy, mình bây giờ chỉ có dừa nước là miễn phí thôi, nước không ai ăn nên mình đi chặt. Còn ngoài ra cái gì bây giờ cái gì cũng mắc nè các bạn ơi, thôi mình dừng video tại đây nha các bạn. Chào các bạn.